Xin chào tất cả các bạn đến với khóa học lập trình Laravel căn bản của công ty cổ phần công nghệ NewNet. Ở bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách truyền dữ liệu trên view cũng như là cách sử dụng cái dữ liệu đó ở trên cái file view của chúng ta. Là chúng ta sử dụng if else, chúng ta sử dụng hàm forex để chúng ta hiển thị cái dữ liệu đó lên. Thì ở bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về model. Thì model chính là một cái thành phần trong cái mô hình MVC đó các bạn. Thì model đảm nhiệm nhiệm vụ đó là làm việc trực tiếp với lại database. Thì làm việc như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trong cái bài hôm nay. Thì đầu tiên để mà làm việc với database thì chúng ta cần phải có một cái database. Thì ở đây mình sẽ tiến hành vào localhost trực tiếp với myadmin và chúng ta tạo một cái bảng mới, tạo một cái database mới nhé. New next. Rồi chúng ta chọn UTF-8. Rồi chúng ta tạo, bây giờ chúng ta tạo một cái bảng xương xương gì đó, một cái bảng ở user. Thì cái bảng này là chúng ta không nên đặt nha các bạn, thì tại vì mặc định thì Laravel đã cung cấp cho chúng ta một cái bảng user rồi. Từ đây mình sẽ tạo một bảng khác là bảng message đại đi nha. Rồi thực hiện. Rồi thì mặc định sẽ có cột ID, nó sẽ tự tăng. Rồi rồi tiếp theo là name, description, còn rồi vache. Chúng ta tạo bảng. Rồi bây giờ mình đã có một cái bảng là member message. Thì mỗi cái model á thì nó sẽ ứng với một cái bảng các bạn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải set up cái kết nối. Thì chúng ta chỉ quan tâm cái chỗ mà cái phần DB này thôi các bạn. Thì cái mặc định chúng ta cũng giữ nguyên, chúng ta chỉ cần thay đổi cái database thôi. Chỗ đây này. Thì ở đây hồi nãy mình đặt tên là Nest Study. Rồi thì các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta sửa lên cái file env này thì chúng ta cần phải start lại cái server này. Đây, chúng ta phải chạy lại lên bmin serve. Rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải tạo model. Thì để tạo model chúng ta có hai cách, một là chúng ta sẽ tạo thủ công, thì cái model sẽ nằm trong cái thư mục gốc ban đầu được tính là từ app. Đấy. Rồi thì nhưng mà mình cũng khuyên các bạn nè, những thứ gì mình có thể tạo được bằng lệnh thì mình nên tạo bằng lệnh, chứ mình đừng tạo bằng tay. Nhiều khi tạo bằng tay nó còn hay bị thiếu lắm, nó hay sai, nhiều khi chúng ta không biết cái lỗi nào đâu. Thì đây mình sẽ tạo cho các bạn về một cái model là message nha, action max nha, model message. Đấy. Đây các bạn để ý này, khi mình tạo một cái model message đó thì nó sẽ ra ngay chỗ này lúc nãy. Nhưng mà ở đây là nó nè, mình đóng cái này lại. Giả sử chỗ đây nè, nó có nhiều cái model thì rất là rối đúng không các bạn? Thì mình có thể tạo cái đường dẫn của nó giống như thằng controller á. Thì đơn giản đây mình ghi chữ model sheet. Đấy, để nè. Nó ra folder model này. Đấy, thì mình sẽ quản lý dễ hơn. Rồi mình xóa bớt đi một cái, nhìn nhận cho nó dễ hiểu. Thì trong cái model này chúng ta cần phải khai báo một số cái thuộc tính để mà nó hiểu được là cái model message này nó chính là cái bảng message mà chúng ta tạo phía bên này. Thì đây mình dùng cái Navicat mình xem cho nó nhanh hơn, nó tiện hơn nha các bạn. Đây chúng ta có bảng message rồi. Rồi bây giờ thì mình đầu tiên cái quan trọng nhất đó là table này, protected table.
bạn cái này mình truyền vào tên cái bảng luôn nha các bạn, đây là message đấy, coi lại thôi. Có S nữa rồi rồi nghe, cái này là bắt buộc phải có nha các bạn, cái này bắt buộc phải có rồi. Thì giả sử ở đây mình có mấy cái thuộc tính như vậy này, navigation content, nhưng mà giả sử như mình không muốn truy vấn tới những cái phần này đây, mình không muốn lấy content ra hoặc không lấy cần description, nhưng mà mình muốn lấy cái name thôi, ví dụ vậy. Thì đây mình sẽ phải báo một cái gọi là cái viewable đấy, cái này nó sẽ cho phép mình truy cập tới cái nào đấy. Thì đây mình truyền đơn giản thì cái phần này nè mình lấy hết luôn các bạn. Thường á cái phần này mà mình truyền hết vô chỉ có là ví dụ như là cái phần user á, cái bảng user á, mình không không muốn lấy cái password ra, ví dụ vậy. Thì đây mình truyền hết vào nè, cái phần user này viewable hidden rồi đây nè. Thì khi mà làm việc nhiều á thì chỗ này chúng ta cứ khai báo hết đi các bạn, chúng ta truyền cái name description rồi tiếp theo là content rồi xong rồi các bạn, đơn giản như vậy thôi nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ viết một cái round để mình kiểm tra cái chỗ này mình khai báo có đúng hay không. Thì đây mình sẽ viết một cái round là ra đây là mình sẽ get message đấy, ok get message rồi mình sẽ cho mình viết một function đây, ở đây mình sẽ cho một đây rồi. Mình vào cái đường dẫn này coi thử mình đã khai báo cái đường dẫn thành công hay không. Rồi ở đây nó đã hiển thị một rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xử lý cái phần bên trong này. Thì đầu tiên mình cần phải tạo một cái biến là message bằng cái message trỏ tới cái ô này để mình get lấy hết này các bạn. Thì mình cần import cái thư viện nó vào, chúng ta để đơn giản này app nha, app sự message này mới đúng này đây. Rồi cái chỗ này mình sẽ dd cái message ra. Thì hiện tại thì mình chưa chưa có truyền cái message vào trong cái đích nên nó ra rỗng này. Bây giờ mình sẽ thêm vài cái dòng vào đây, thì như name là message một, d1 và c1, m2, d2, c2 rồi lỡ rồi m3 luôn. Rồi bây giờ mình lót vào này, đấy là có ba phần tử này, nó lấy hết này, thấy không, hay chưa đấy. Thì đây mình đã khai báo thành công này và mình sử dụng thành công rồi các bạn. Rồi đây là cái phần lấy nha, thì ngoài ra đó, cái ô này á là nó lấy hết nè, nhưng mà mình đâu có phải muốn lấy hết đâu, ví dụ mình muốn lấy ít ít thôi, mình không muốn lấy hết. Thì đơn giản chỗ này mình dùng tag kiểu như lấy một cái thôi, rồi trỏ tới cái get đấy, cho tôi get. Giờ mình lót vào này, âm là này nó ra một này, thấy chưa, đúng cái mình cần lấy. Rồi chỗ này truyền hai vào thì nó lấy hai đấy, nó lấy hai này. Thì cái này nè, những cái hàm á, nó viết tự người ta nó viết những cái tên hàm này nó tương tự với những cái hàm ở phía SQL luôn các bạn, nên mình dùng rất là dễ. Thì ví dụ như chúng ta muốn cái điều kiện thì chúng ta đơn giản chúng ta where cái thằng, ví dụ như where id đi bằng một, bằng
một, ví dụ vậy. Rồi chúng ta trỏ tới cái get, mình phải get ngang thì mình mới lấy được. Thì giả sử như cái chỗ này nè, nó là dấu bằng thì chúng ta có thể bỏ luôn cũng được, nó tự hiểu là dấu bằng. Nhưng mà giả sử như nó không phải dấu bằng mà là nó là dấu bé hơn, ví dụ vậy, hoặc là dấu lớn hơn một đấy, thì chúng ta phải phải thêm vào thì nó mới hiểu được ngang các bạn. Và bây giờ mình lót lại nè, F5 nè, đấy, nó ra được hai thằng, là thằng có ID là 2 và một thằng có ID là 3. Đây là 3, như đó là do cái điều kiện của mình. Thí dụ như mình có nhiều điều kiện thì đơn giản thôi, mình sẽ que tiếp ở đây thôi, đơn giản vậy. Ví dụ như là ID bé hơn 3, rồi mình lót lại này, nó ra một cái là đúng. Đây nó ra đúng cái này, này là cái thằng số 2 á, thấy chưa. Rồi cái này á là cái phần mà mình ghét đó thôi, thì ngồi đây có nó ghét nhiều loại lắm các bạn có thể là search thêm, nhưng mà cơ bản á thì mình sẽ chỉ ghét thì cái này thôi, que nè, ghét hoặc là lấy tất cả ra. Và cái cuối cùng một cái nữa đó là cái phần trang, thì xíu nữa mình làm tới thì mình sẽ nói sau. Thì bây giờ mình sẽ làm cái phần là gọi là CRUD á. Đây, cái thuật ngữ người ta gọi là CRUD có nghĩa là tạo này, rồi read, create này, read này, update này và delete này. Đấy, thì đây là bốn cái chức năng cơ bản khi mà làm việc với cơ sở dữ liệu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vào, mình đóng mấy cái file dư này ra đi. Rồi bây giờ ngang mình sẽ viết những cái round đọc, thì để mà thêm xóa sửa rồi đọc cái dữ liệu á, thì chúng ta cần phải viết những số cái round nè. Chúng ta cần một số round như là đầu tiên á, chúng ta cần phải hàm để thêm đúng không, thì chúng ta cần phải có cái form. Rồi sau khi thêm chúng ta có một cái round để xử lý. Rồi dễ xong cái round đầu tiên là hiển thị nè, round này là để show cái form đăng tạo này, cái này là xử lý tạo nè, rồi tới cái sửa, xử lý sửa, và cuối cùng là cái xóa. Đấy bây giờ mình sẽ thấy đây, create, store, edit, update và cuối cùng là delete. Đấy rồi thì đơn giản như đây mình để là post, tại vì mình tạo mới, quên, get thôi, xử lý mới là post, tại vì chỗ này mình là tạo mới á. Rồi tiếp theo dưới này là vẫn là get luôn, tại vì nó show cái form này nè. Rồi để chỉnh sửa mình dùng put. Đấy và cuối cùng là delete. Thì cái delete này nè nó hơi phức tạp, cho mình để get luôn, mình gọi cho nó nhanh đó, cho nó đơn giản thôi. Thì chỗ này mình sửa mấy cái hàm lại một xíu. Create này là store, edit, update và delete. Rồi mình sửa cái này luôn. Rồi nè, từng rồi mình sẽ vô mình viết lần này. Đầu tiên là cái hàm tạo, thì để tạo rồi đấy, mình chạy, mình không truyền gì hết nha. Ở đây mình đơn giản thôi, tên về một cái view. À đúng rồi, từ nè, quay lại cái chỗ này nè, khi mà tạo mới á và mình thêm á thì mình không cần biết đúng không, mình vì mình tạo mới rồi, nhưng mà khi mình sửa và mình cập nhật lại á thì mình cần phải truyền cái ID của cái message mà chúng ta muốn sửa vào, đơn giản thôi. Đấy chúng ta truyền cái ID theo cái tham số, truyền theo tham số. Đấy đơn giản không, delete cũng vậy, chúng ta cũng phải biết là chúng ta xóa cái gì. Rồi tạm thời để đây, mình sẽ viết một số hàm này đã. Thì đơn giản là mình return về cái view đầu tiên là web này chấm này set chấm create.
Rồi bây giờ mình sẽ vào cái web, mình tạo tạo một cái folder có tên là message. Rồi trong đây mình sẽ viết là cái file file tạo á. Đấy. Rồi đơn giản trong đây thôi, mình khai báo nhanh một cái form á. Đây là message. Đấy. Ở đây các bạn ấy, nếu mà khi mà cái mình làm thiệt á thì các bạn nên sử dụng những cái bài mình trước mình chỉ nghe, cái mà extend á, cái mình kế thừa đây nè, thì mất đỡ mất công chúng ta viết nhiều lần, thì cái đó bài trước mình đã chỉ cho các bạn nhiều rồi. Ở đây mình làm nhanh cho nên mình không có dùng kế thừa mất công mình ghi nhiều á, đây mình khai báo nhanh thôi. Ở đây mình sẽ tạo cái form. Rồi trong cái form này sẽ có đầu tiên nè CSRF đấy, method put export chứ đấy. Rồi thì trong này mình sẽ có ba cái thuộc tính này, ba cái thuộc tính này để nó đi, mình tạo ba thẻ input. Đầu tiên là type tag, cái name là name. Rồi tiếp theo một cái input có cái name là description, và một cái name là cái tên là content. Cuối cùng là một cái button với đây là submit, cái type submit luôn, để nó biết là khi mình click vào cái nút này mình sẽ gửi lên. Rồi thì cái chỗ action này nè, mình sẽ truyền cái route xử lý của nó vào. Chúng ta mở cấp bậc nhỏ này, route web chấm home chấm store đấy, mình coi là có đúng không này, web chấm home chấm store. Rồi thì cái chỗ này sau khi nó gửi lên rồi nè, sau khi nó gửi qua bên này thì chúng ta phải xử lý đúng không? Từ từ mình xóa cái form này ra đã. Đây là create. Rồi bây giờ mình đã có một cái form rồi. À, thêm một black holder vào cho nó dễ nhìn. Đây là name này. À, cái này là description. Và cuối cùng là content. Rồi chúng ta nhìn để dễ hiểu. Sau khi gửi lên đó, chúng ta có một cái round để mà chúng ta xử lý cái phần này. Thì ở đây mình có cái round đó là store này. Đây. Rồi thì ở bài trước mình đã chỉ cho các bạn về cái việc mà xử lý file á, nhận file á, thì chúng ta sẽ khai báo một cái request đó để chúng ta lấy cái dữ liệu về. Thì chỗ đây chúng ta sẽ lưu nó lại các bạn. Thì đầu tiên chúng ta tạo một cái biến, đó là cái message sẽ bằng new message đấy, được chưa? Rồi chúng ta để có một cái message rỗng rồi, chúng ta đã lưu nó lại, cái name sẽ bằng với cái request trỏ tới name đấy. Rồi message trỏ tới description bằng message, không phải request nhé, request trỏ tới description. Thì cái vì sao mà chúng ta trỏ được cái name, dùng request trỏ name description, thì đó chính là cái tên ở cái form chúng ta gửi lên này. Đây nó dựa theo cái name này này các bạn, name description này, thì ở đây chúng ta lấy được description. Rồi cuối cùng là message trỏ tới cái content. Đấy. Okay, để mình coi xóa lỗi này. Ok,
Rồi kệ đi, tại vì nó bị vô tình nó trùng thôi. Rồi kệ đi. Rồi cuối cùng chúng ta xay lại. Xay rồi. Đây mình sẽ đề cái message ra coi thử nó có đúng chưa này. Rồi bây giờ mình sẽ post một cái post một cái message 4 lên. Đây là message 4 đi 4 và content 4 chúng ta submit. Ok. À biết sao? Tại vì mặc định đó các bạn, thì nó sẽ có hai cái trường nó tự tạo ra, đó là cái trường create add và updated add đấy. Thì mà tại vì chúng ta khai báo á, chúng ta không có hai cái trường này, cho nên chúng ta cần phải disable nó đi bằng cách như thế nào. Ở đây mình sẽ khai báo một cái biến là timestamp ấy, mình đo nó bằng phone update nha các bạn. Đây cái này nè, chúng ta cho một phone. Thì bình thường á, ở những cái khác á, thì nó là chung về mặc định rồi, tại vì nó có hai cái cột, là cái cột thời gian tạo và cái cột mà thời gian sửa đó các bạn. Rồi mình lót lại đấy, nó đã lấy được rồi nè, nó đã lưu được rồi. Mình mở cơ sở dữ liệu lên kiểm tra, đây nó đã vào nè. Thì sau khi á chúng ta cập nhật xong, sau khi chúng ta tạo xong thì chúng ta sẽ trả về cái trang tạo này là cái thông báo thành công đấy. Ở đây mình sẽ return redirect trỏ tới cái route là web.home.create message với cái thông báo này success này, và cái giá trị của nó là sẽ thôi. Rồi. Thì để lấy cái set này, chúng ta sẽ dùng cái session á. Thì những bài trước mình có làm hướng dẫn nhiều rồi. Thì đây mình đầu tiên mình sẽ kiểm tra là có cái session là success không. Đấy. Nếu mà nó có thì đơn giản thôi. Mình hiển thị nó ra. Rồi. Và mình end if nha, đóng cái thẻ if lại. Rồi bây giờ nè, mình lưu lại, mình post lại lại cái này lên này, submit nè, đấy nó báo thành công rồi. Mình coi trong cơ sở dữ liệu này, đấy nó đã sinh ra được cái thằng số 5 rồi này các bạn. Rồi thì cái này là cái phần tạo. Thì tới phần sửa cũng tương tự như vậy các bạn. Khi sửa thì chúng ta cũng như vậy. À, cái chỗ tạo này mình chỉ thêm cho các bạn. Thực ra cái chỗ tạo này có nhiều cách này. Chúng ta comment là cách này đi. Thì cái chỗ này này, còn cái tạo này chúng ta có cách tạo khác là chúng ta sẽ dùng cái message. Đây. Đây chúng ta dùng cái request trở tới on đấy, chúng ta sử dụng như vậy này. Giờ mình sẽ put lại post lên lại một cái message 5 đi, description 5 và content 5, chúng ta submit lên đấy, quảng bá thành công này. Ta mở mở cái database lên rồi nó lại vô thằng thứ 5 này. Nghĩa là ở đây chúng ta đã tạo thành công, mà nhìn đơn giản không? Một dòng mà, chứ không phải rụt rè như trên. Tại vì sao với các bạn biết không? Mình đã khai báo ở chỗ này nè. Đấy, mình khai báo ba cái thuộc tính này nè. Khi chúng ta dùng cái request mà chúng ta trỏ tới all, nghĩa là nó sẽ lấy hết tất cả những cái chúng ta đã post lên ở cái phần này. Đấy, thì giờ mình qua phần sửa, thì phần sửa cũng tương tự như vậy thôi. Thì ở đây mình sẽ cũng có một cái public, và chúng ta có một cái function là edit message. Thì ở đây này mình truyền cái ID qua đó, các bạn thấy không? Bên đây này chúng ta truyền ID qua để mà chúng ta biết được là à mình muốn sửa cái tin nhắn nào
Rồi thì cái phía bên này mình cũng hiện ra một cái là cái edit đấy, cái lỗ chỗ này chứ. Đây là cái file và cái edit, rồi mình copy cái file sang. Thực ra cái tạo với cái hàm sửa thì cái form nó giống nhau. Rồi mình sẽ sửa một xíu, đây là cái update này. Rồi cái chỗ này á, là cái message chọn tới ID đấy. Còn cái message cái này là gì, bây giờ mình sẽ làm được chưa. Này là edit rồi nè. Đầu tiên này chúng ta có ID này thì chúng ta sẽ truyền cái message qua đấy. Chúng ta tạo một miếng message bằng cái message file ID đó. Thì mặc định á, thì file á nó sẽ lấy đúng một cái thôi các bạn nè. Ở đây mình dùng file nha, file này. Ở đây mình dd ra các bạn coi này. Đấy. Mình sẽ chỉ các bạn hiểu một xíu chỗ này dùng file F5 lại đâu quên dùng cái này là edit save 2 đấy, nghĩa là nó đã lấy được chính xác cái thằng message có ID bằng 2. Nhưng mà nếu cái chỗ này nè, chúng ta dùng where, chúng ta không dùng file mà chúng ta dùng where, và chúng ta get đấy. Giờ nè lót lại nè. Where thì chúng ta phải truyền cái cột nào nữa, ID. Rồi F5 lại. Đây nó lấy là nó lấy theo cái mảng. Thì khi mà chúng ta dùng thì mắc công chúng ta phải DD cái thứ không này ra nè, DD cái thứ không thì nó mới ra được cái ngay cái dòng mà có ID bằng 2. Thấy không? Nó bắt tiện không? Thì ngồi ra cái chỗ này nè, thay vì get mình có thể dùng cái hàm cái khác. Giả sử chỗ này này không phải là mình chỉ tìm theo ID, mình tìm theo cái tên đi. Mà các bạn biết đó, tên có rất là nhiều cái, dùng như vậy. Thì chỗ này chúng ta sẽ dùng first. Chúng ta sẽ lấy cái đầu tiên. Đấy, F5 lại nè. Đấy, nó cũng lấy được nè. Thì đó là một số cái mẹo để làm khi làm việc với model các bạn. Thì khi mà làm nhiều á, thì tự nhiên mình sẽ rút ra được nhiều cái kinh nghiệm. Ở đây mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn những cái hàm chung nhất, cơ bản nhất mà khi làm việc chúng ta đụng đến thôi. Thì bây giờ tiếp theo tới cái phần là chúng ta lấy ra. Ở đây mình đã truyền được message qua rồi này. Truyền qua rồi thì bên đây hiển thị như thế nào? Thì đơn giản thôi, chúng ta có cái value mà chúng ta truyền cái message cho tới cái name. Đấy. Copy bỏ xuống thôi các bạn. Cho tới description và cuối cùng là content. Đấy, đơn giản không? Rồi thì rồi mình đã sửa xong. F5 lại. Nó báo là biết lỗi gì không các bạn? Chúng ta chưa có truyền qua này. Dùng đấy. Xong. Đấy, nó đã lấy được cái số 2 này. Giờ mình truyền cái số 1 vô này. Message 1, D1, đấy, C1. Giờ mình submit lên. Đấy. Cái chỗ này nó báo là không được. Tại vì sao? Tại vì đây mình là sử dụng method là put. Đấy, mà bên đây mình để là post. Không có được. Thì đơn giản thôi, mình A cộng thêm cái là method và truyền cái put vào. Xong. Đơn giản không? Giờ mình viết xử lý này. Hàm xử lý của nó giống này, mình copy paste lại luôn. Đấy, chỗ đây mình đổi thành là update. Rồi, mình cũng có cái ID vô này. Đấy. Rồi, thì cái chỗ này như sao? Chỗ này mình sẽ không tạo nữa. Mình tạm thời xóa vô đây đi. Rồi, cái bước ở đây này y chang luôn các bạn. Thì thay vì cái chỗ đây này là chúng ta sẽ tạo mới một tin nhắn, thì chúng ta thay thế bằng chúng ta tìm tin nhắn đó. Và chúng ta gán lại, chúng ta save.
Bây giờ mình sẽ F5 lại. Rồi. Cái chỗ này chúng ta để edit để chúng ta có thể phân biệt được. Edit. Rồi. Speed lên. À, nó đẩy về cái trang tạo rồi, mình lột. Chỗ này mình sẽ đẩy về cái update. Edit chứ. Edit và truyền cái ID vào. Rồi, nó sẽ biết lại này. Đấy, đúng rồi. Nó lưu được rồi nè. Nó có chữ edit này, edit 1 đi. Submit đấy, D1. Edit. Submit. Đấy, nó trả lại về trang là đúng rồi nè. Chị các bạn có thể thấy nè, cái điều này nó dài dòng quá đúng không? Thì đơn giản thì chúng ta cũng làm y chang ở trên thôi. Chúng ta cũng dùng cái update và chúng ta dùng cái request trỏ tới on. Đấy. Cái này là nó sẽ cập nhật hết luôn nha các bạn. Cái này nè là nó sẽ cập nhật hết á. Nè, submit nè. À nó không cho mình cập nhật kiểu đây. Thì nó chỗ đây nè, nó phải bắt là cập nhật cái gì á. Thì chỗ đây mình cũng là file, mình file trước rồi sau đó mình sẽ dùng cái thằng message này mình trỏ tới update. Đấy. Rồi mình cũng truyền vào đây là cái request trỏ tới on. Submit lại. Đấy, đã thành công rồi. Tại vì cái phía trên này mình update này nghĩa là trên nó chưa biết là mình phải cập nhật cái thằng nào á, nó lỗi. Thì thay vào đó mình sẽ tìm tìm cái thằng mình muốn muốn làm ra, sau đó mình cập nhật nó xong, thấy không? Rồi, thì tiếp theo tới cái phần xóa. Xóa thì đơn giản thôi. À, chúng ta viết cái hàm xóa lên. Public function. Rồi, đơn giản là chúng ta truyền ID về rồi chúng ta xóa thôi. Đấy, chúng ta có một cái message. Message. Rồi, và chúng ta xóa nó đi. Chúng ta dùng message trỏ tới delete. Xong. Chúng ta sẽ return lại cái trang ban đầu á, cái list đó. Thì đây là cái get này. Lại cái trang này, các bạn. Ở trang này mình làm đơn giản quá. Rồi thì ở đây đầu tiên mình cũng ba xóa cái một đi. Đấy, xóa cái một này. Thục. Xóa cái một chúng ta coi lại trong dữ liệu. Rồi, đã mắc rồi. Vậy là chúng ta đã xóa thành công rồi các bạn. Thì ở bài này mình sẽ chỉ là giới thiệu các bạn sơ về cách hoạt động của một cái model thôi, cũng như cách thêm xóa sửa CRUD và một số cái hàm cơ bản mà cái model nó hỗ trợ. Thì ở bài sau mình sẽ tiếp tục làm việc với cái model này mà mình sẽ nâng cao hơn một xíu, nghĩa là ngoài cái việc mà thêm này thì mình sẽ làm cho nó những cái mối quan hệ là giữa bạn này và bạn kia, cũng như là cách kiểm tra cái dữ liệu lên. Đây, khi mà người ta gửi cái dữ liệu lên á, chúng ta cần phải kiểm tra coi nó có phù hợp với cái kiểu dữ liệu mà chúng ta tạo ra từ ban đầu hay không. Rồi, mình xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like video để cập nhật những cái bài viết cũng như là những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.